Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tai nạn giao thông được phát sóng trên kênh truyền hình giao thông từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Chúng tôi xin mở đầu bản tin tai nạn giao thông ngày hôm nay, ngày 20 tháng 5, có việc đề cập đến tình huống giao thông phổ biến được người dùng mạng xã hội đăng tải. Đoạn clip được camera hành trình của phương tiện phía sau ghi lại cho thấy khoảnh khắc chiếc xe container khi di chuyển qua vòng xuyến đã bị mất lái, khiến thùng xe đổ xuống đường. Trên thực tế, đây không phải tình huống quá hiếm gặp tại khu vực này. Không ít tài xế vì một số lý do khác nhau mà không làm chủ được tay lái mỗi lần ra vào vòng xuyến, từ đó dẫn đến hậu quả không đáng có. Thưa quý vị và các bạn, việc lắp đặt vòng xuyến tại nhiều tuyến đường giao nhau có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp giảm tình trạng ùn tắc giao thông, giúp các phương tiện lưu thông một cách thuận tiện hơn. Thế nhưng không phải lái xe nào cũng nắm rõ quy tắc đi vòng xuyến và thực hiện một cách an toàn. Tại Điều luật 24 Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 có quy định rất rõ về việc lái xe qua khu vực này. Theo đó, khi đến đường giao nhau, không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải. Tại nơi đường giao nhau, có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái. Một lưu ý quan trọng khác là người điều khiển phương tiện luôn phải cho xe giảm tốc độ từ xa, đồng thời bật xi nhan theo chiều di chuyển để báo hiệu cho các phương tiện phía sau. Đối với loại xe container hay xe bồn, xe tải ben có tải trọng và kích thước lớn, quy tắc này càng cần thiết hơn cả vì chỉ cần không làm chủ được tay lái, việc lật xe hay xảy ra va chạm là điều rất dễ xảy ra. Hy vọng rằng qua đây, quý vị và các bạn sẽ hiểu rõ hơn về quy tắc lưu thông qua vòng xuyến, từ đó có thêm kiến thức để đảm bảo an toàn cho mỗi hành trình. Để tiếp tục bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn thông tin về một số vụ tai nạn giao thông xảy ra trong ngày. Tính đến thời điểm 16 giờ 30 phút ngày 20 tháng 5, chúng tôi đã cập nhật được ít nhất một vụ tai nạn khiến 2 người thương vong. Khoảng 13 giờ 45 phút chiều nay, tại km 7+700, khu gian Giáp Bát Văn Điển, thuộc địa phận huyện Thanh Trì, Hà Nội, tàu khách SE35 đầu máy 910 đang lưu thông theo hướng đi Văn Điển thì va chạm với xe đạp điện do 2 học sinh cùng sinh năm 2008 điều khiển, khiến một nạn nhân tử vong, người còn lại nhập viện trong tình trạng bị thương nặng. Một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, chiếc xe đạp điện đã vượt gần hết đường ngang nhưng bị tàu đâm vào đuôi xe, sau đó hất văng cả 2 học sinh xuống đường. Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút chiều qua ngày 19 tháng 5, tại km 19+210 trên tuyến DT 690 thuộc Buôn viang, xã Ea Bông, huyện Krong Anna, Đắk Lắk, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy kéo và xe máy khiến 2 thanh niên tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, anh Phạm Thành Phương, sinh năm 1985, trú tại thôn Hòa Đông, Ea Bông, điều khiển xe máy kéo lưu thông trên đường tỉnh lộ 10. Khi xe máy kéo chạy đến địa điểm trên, đã va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 47H1-17174 do một thiếu niên sinh năm 2007 điều khiển, chở theo phía sau một thiếu niên khác sinh năm 2010, cùng trú tại Buôn viang, xã Ea Bông, chạy theo chiều ngược lại. Hậu quả cả 2 em không qua khỏi. Tại hiện trường, chiếc xe máy hư hỏng nặng. Khoảng 18 giờ chiều qua, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 65C12928 kéo theo rơ móc 65R00607 chưa rõ danh tính tài xế chạy trên đường cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận theo hướng từ Trung Lương về Mỹ Thuận. Khi đến đoạn km 99+800, đoạn thuộc địa phận huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, bất ngờ va chạm với chiếc xe Mercedes C300 mang biển kiểm soát 95A06367 đi cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến xe Mercedes C300 nằm ngang trước đầu xe đầu kéo, cả 2 phương tiện hư hỏng, nhiều đoạn giải phân cách cứng bị đẩy sang phần đường ngược lại. Do ảnh hưởng từ vụ tai nạn, giao thông qua khu vực ùn ứ nhiều km. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.